Hồi trước nó có cái lại mà nó chở chở chống ngược lên đó. Đây hả? Gần đấy hả? Đi bộ, đi xe một đoạn đấy rồi đi bộ. Mình đi bộ. Cái này vẫn nóng chứ hả? Rồi, chạy ta xuống tắm. Rồi, anh thả đây. Anh nhìn đâu mà giống. Gọi là biết thì chưa thắt, không biết thì giữa cột mà nghe chưa thắt thì linh tinh.
cấm mà sao con cũng đổ. Cấm cho người ta. Đây hình như là hoa của một loài nào đó. Nhìn khá là lạ và kinh dị. Đây là năm mấy? Đó. Cũng là 5 năm. Đây 4 năm. Này mà giống sao lá nó bị vàng vàng đó? Hả? Nó bị ngủ đông vàng ngủ đông lên. Cái này có quả này nè. Dạ, quả chưa chín. Quả quá trời. Rồi
muốn cải tạo hết, có thể làm lại thôi. Làm lại hết, làm như em nói á. Làm một cách làm đồ dân như này này, làm nó bài bản, làm xói hết đồ. Mình thấm mùa đây này, em mới bắt đầu làm. Mình chuyển hết đi. Thông thường là hạt là cái nào mình mua và cái nào mình gieo được. Dạ, tâm nó là em tháng 9 tháng 10 này. Tháng 9 tháng 10 đó thằng gieo hả? Dạ, tháng 9 giờ ai vừa có hạt thì còn đi có 9 giờ gieo thôi. Cái này là năm mấy? Hả? Không. Đây là em trồng để nhận biết này, đây tam thất. Lá tam thất hình. Khác hẳn nè. Củ giống như sâm luôn nè. Củ đó nè. Đây tam thất nè. Lá có giống rồi. Đấy, em so lên thử đi. Nó nhỏ hơn. Nó thon nhỏ hơn. Nó cũng năm lá ha. Dạ, cũng thế. Ở đây nó giống như kiểu cánh bồng lai tiên cảnh. Cái đồ trang phủ nó cái này. Thì quản lý vừa rồi làm hồi trước trồng á. Nó thất bại anh, thất bại rồi bắt đầu mình mới nghĩ ra mới chuyển cái này này. Làm cái rổ vuông và tiết kiệm hơn. Dạ, hoặc là làm rổ căng ngang này. Căng ngang bắt đầu để bắt đầu mình che lưới dưới này, trên này, lồng này bắt đầu để hở độ hở còn tầm 1 mét thôi. Nhưng mà cái, cao cái hạt là em phải làm cao lên đúng không? À? Em ươm hạt là ươm trực tiếp hay là ươm làm cái tầng dạ, cao? Dạ thì em ươm làm cái luống, không cần làm cao, bởi vì là cái nê lông này anh này, bắt đầu mình trải lớp dưới. Sợ, sợ chuột chết đi không? Phải cái, lấy cái tấm cái... Mà sao một bông được con hạt hả? Dạ không, kể là mình đi mấy bữa rồi á. Mình đi mấy bữa rồi là hạt chín rồi mình lấy treo luôn. Ừ. À. Treo mấy bữa rồi mình nói. Không, nó 57 tới 8 thôi. 567 lên nổ xuống rồi. Ông em để lấy em bán cho em lại. Cái này là được khoảng mấy trăm gram, 30 gram. 30 gram. Đây hai củ hồi nãy chắc nó chưa được khoảng tầm 500 400 gram thôi. Còn củ này thì bao nhiêu tiền đây? Con này em bán 2 triệu mấy này. 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi anh cũng đó hả? Ừ. 3 triệu rưỡi. Em... sau này... rảnh đi quanh đất đi rồi. Cây đái đồ nó... không, cái cây này đẹp á. Cây này đẹp mà. Ừ, cây này dáng đẹp. Nhìn cảnh. Thank you.
Hiện tại mình đang ở trong rừng Đắc Tô, các bạn có thấy không? Cái cây thì chút xíu à, nhưng mà cái bông thì to khổng lồ luôn so với cái cây. Bên trong có kết cấu rất là thú vị nè, y như một cái họng á, khá là đặc biệt. Nó mọc như một dạng thân cỏ.